Nổ lớn tại nhà máy thiết bị quang học Nga. Vụ nổ tại nhà máy sản xuất thiết bị quang học tại thành phố Sergiev Posat, gần Moscow, tạo ra cột khói khổng lồ và làm 52 người bị thương. Phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp tỉnh Moscow của Nga cho biết, vụ nổ xảy ra sáng nay tại nhà máy cơ khí quang học Zagot ở thành phố Sergiev Posat, ngoại ô thủ đô Moscow. Vụ nổ dường như bắt nguồn từ khu vực nồi hơi, làm vỡ cửa kính của nhiều tòa nhà khắp thành phố, người này nói thêm. Giới chức địa phương cho biết 52 người bị thương trong sự việc, trong khi nguyên nhân dẫn tới vụ nổ chưa được xác định. Toàn bộ khu dân cư và nhà máy xung quanh hiện trường đã được sơ tán. Tỉnh trưởng Moscow Andrey Vozobion thông báo đang trên đường tới thành phố Sergiyev Posad để thị sát tình hình. Nhà máy cơ khí quang học gót là cơ sở sản xuất nhiều thiết bị quang học chính xác cao cho quân đội Nga, trong đó có ống nhòm và kính nhìn đêm, đồng thời chế tạo nhiều sản phẩm cho thị trường dân sự. Vụ nổ xảy ra vài giờ sau khi quân đội Nga thông báo bắn hạ hai máy bay không người lái UAV của Ukraine trên vùng trời tỉnh Moscow. Khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài sang năm thứ hai, các vụ tập kích bằng UAV vào thành phố và thị trấn ở Nga đã gia tăng. Điện Kremlin ngày 1 tháng 8 nói rằng, chiến dịch phản công thất bại khiến Ukraine tuyệt vọng và tiến hành những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô của Nga. Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm các hành động quân sự bên ngoài lãnh thổ. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 7 cảnh báo chiến tranh đang đến với người Nga, trong đó các đô thị mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này trở thành mục tiêu.